11 nhị sư huynh tuy là phàm nhân nhưng rất mạnh mẽ. Một đám phế vật có bấy nhiêu cũng không ngăn được. Trưởng phòng ngài nói dễ quá, đây là yêu vương nó. Vừa rồi là yêu vương phân ra một đạo yêu hồn giả vờ nhập thân để hấp dẫn chúng ta, chờ bản thể của hắn hồi phục mới thật sự xuất thế. Chật, cũng không biết có kịp chi trả bảo hiểm y tế tháng này hay không. Hả? À. Nhưng mà, yêu vương lớn như vậy, nổ thành pháo hoa hẳn là cũng rất đồ sộ nhỉ. Tu tiên giả cũng được, dùng ngươi để bồi bổ yêu hồn của bổn vương. Nằm mơ giữa ban ngày. Ha ha ha, chú công kích này của ngươi đối với ta mà nói căn bản là mỗi đối inox, không hề có ý nghĩa. Ngu ngốc, đã là niên đại nào rồi, ai công kích mà không có phương án hai. Tiểu tử ngươi có tài đấy, thắng rồi ư? Ừm, ta chỉ là nguyên anh kỳ, cũng không phải thuật tiểu thành các ngươi cảm thấy ta có thể một mình giết chết yêu vương độ kiếp kỳ sao? Đứng đó làm gì, chạy mau. Khắc. Lục sư huynh, hư a. Chờ đã, đừng qua đây. Bọn đạo trích Nguyên Anh, ít ra còn có chút nắm bắt tình hình. Đây, đây là một yêu vương sao. Ta e rằng đây là bộ mặt thật của nó. Lần này coi như xong rồi. Vạn năm trước khi bổn vương bị phong ấn thì cơ thể bị thương tổn, một vạn năm qua bổn vương nghỉ ngơi dưỡng sức tu bổ bản nguyên yêu hồn nhân lúc phong ấn bị gỡ bỏ vừa hay vứt bỏ vỏ ngoài kia hóa thành hình thái cường đại hơn bây giờ dâng hết linh khí của tất cả các ngươi cho bổn vương đi a a a a ha cuộc đời cùng vọng của ta sẽ không kết thúc như vậy chứ khụ 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 lục sư huynh vừa rồi huynh đã đỡ được công kích sao thủy cầu kia là năng lực ẩn tàng của tiểu sư muội hà lục sư huynh mau nhìn tiếp theo là gì là bùm cái gì thế cuối cùng huynh cũng đến ta biết huynh quan tâm đến ta mà nhị sư huynh ừ vẫn dùng rất tốt sos kẻ nào cản ta tìm chết cái gì Vừa rồi hình như có một tiểu tử bay tới. Cái quái gì thế? Đáng tiếc, nếu như ngươi là một con thỏ, ta có lẽ sẽ nương tay một chút. Nhưng ngươi đã phạm hai điều. Thứ nhất, không được động đến tiểu sư muội duy nhất của Khởi Phong Cốc. Thứ hai, Bạch Khải chỉ có thể bị ta đánh chết. Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi, mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.